Em Thảo xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm nay nhà vườn em Thảo có một lô trà mi có hoa màu hồng phấn hay gọi là hồng trà để cho các bác chơi hoa Tết và làm giống rất là đẹp. Đó, vua chơi lan, quan chơi trà. Đây chính là cái cây trà mà trong cái câu nói mà em vừa mới nói xong đấy ạ. Hoa của nó màu thơm nhẹ và rất là đẹp. Đây các bác bạn nhìn thấy này. Và cái cây này thì nhà em Thảo lấy về để bán ở trên Facebook chạy quảng cáo đấy ạ. Thì được rất là nhiều cô chú anh chị lấy về sưu tầm. Đây là ngày hôm nay em Thảo đăng lên đây. Bác nào mà yêu mến muốn sưu tầm thì có thể gọi điện trực tiếp cho em. Đây cây em sẽ chọn cho các bác những cái cây có cái tán đẹp đẹp như này, trên dưới 10 nụ, rất là xinh. Đó, những cây này thì em Thảo gửi cho các bác thì nó cũng rất là an toàn hơn những cái cây to luôn đấy. Đây này. Cây cao khoảng tầm trên 40 cm. Đó, rất là đẹp đây này. Đó, bác nào mà muốn xem cây thực tế thì có thể là nhắn tin qua Zalo, em Thảo sẽ chụp cho các bác. Và bác nào mà tin tưởng thì em Thảo sẽ lựa những cây đẹp cho mọi người. Đó, cây rất là đẹp đây. Em vừa mới quay vừa cầm xong rồi nó hơi rung một chút xíu. Đây. Đó. Những cây rất là đẹp, xinh xắn như này thì về khoảng tầm một tuần nữa thôi là các bác được ngắm hoa và hoa của nó nở rất là bền. Đây. Đó, em sẽ quay một vòng cho các bác xem nhé. Số điện thoại của em là 0965 495 087 nha các bác nhé. Bác nào mà yêu mến thì có thể là inbox qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho em về mặt bông này. Đó, xinh chưa? Cây rất là đẹp. Và hiện tại thì vì là em Thảo bán ở trên Facebook em có mất tiền quảng cáo nên là em bán giá khoảng tầm từ 150.000 cho đến 180.000. Ngày hôm nay thì em bán trên YouTube, đây là kênh của em. Em không mất tiền chi phí nên là em Thảo bán tri ân cho các bác với giá là 130.000 một chậu. Đó, cô chú anh chị nào mà lấy 3 chậu thì em sẽ tính các bác là 375.000, em Thảo sẽ miễn phí ship nha các bác nhé. Đấy, rất là đẹp đây này. Đó. Và ngày hôm nay thì nếu mà bác nào mà muốn xem cây thực tế thì các bác cứ inbox qua Zalo cho em. Đó, cây thì rất là. Em xin cảm ơn các bác đã xem video của em Thảo nhé. Em xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.